Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Vĩnh Phúc. Chương trình tối nay thứ năm ngày 10 tháng 12 năm 2020 có những nội dung chính sau đây. Bộ Tư lệnh Quân khu 2 tổng kết công tác quân sự quốc phòng năm 2020. Gặp mặt đoàn đại biểu các dân tộc thiểu số tiêu biểu. Tháo dỡ các công trình vi phạm tại thị trấn Tam Đảo. Bây giờ là nội dung chi tiết. Sáng nay, Bộ Tư lệnh Quân khu 2 tổ chức hội nghị trực tuyến tổng kết công tác quân sự quốc phòng năm 2020 và triển khai nhiệm vụ quân sự quốc phòng năm 2021. Thiếu tướng Phạm Hồng Trương, Tư lệnh Quân khu 2 chủ trì hội nghị. Dự tại điểm cầu Vĩnh Phúc có đồng chí Vũ Trí Giang, tỉnh ủy viên, phó chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, đại tá Nguyễn Thế Hải, ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy, chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh. Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Vũ Trí Giang làm rõ thêm về kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác quân sự quốc phòng của tỉnh Vĩnh Phúc trong năm 2020 và một số nhiệm vụ trọng tâm của tỉnh trong thời gian tới, tiếp tục quán triệt thực hiện có hiệu quả các nghị quyết, kết luận của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị về tiếp tục xây dựng các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thành khu vực phòng thủ vững chắc trong tình hình mới, chỉ đạo tốt việc rà soát, điều chỉnh quy hoạch thế trận quân sự trong khu vực phòng thủ, bảo đảm với quy hoạch phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Tiếp tục chỉ đạo lắp đặt camera giám sát đối với 71 trụ sở nhà làm việc của Ban Chỉ huy quân sự cấp xã còn lại, triển khai các phương án đảm bảo an toàn các sự kiện chính trị của Đảng, Nhà nước và của tỉnh, nhất là dịp diễn ra Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng và bầu cử Quốc hội khóa 15, Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, sẵn sàng huy động lực lượng tham gia ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai, ứng phó có hiệu quả với dịch bệnh trên địa bàn. Phát biểu kết luận hội nghị, Thiếu tướng Phạm Hồng Trương, Tư lệnh Quân khu 2 nhấn mạnh, năm 2021, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu xác định tiếp tục phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền các địa phương, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị tích cực chủ động thực hiện tốt công tác tham mưu với Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu, cấp ủy chính quyền địa phương, giữ vững ổn định tình hình an ninh chính trị địa bàn, thực hiện tốt vai trò nòng cốt trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân, biên phòng toàn dân vững chắc, nâng cao chất lượng tổng hợp sức mạnh chiến đấu của lực lượng vũ trang quân khu, đẩy mạnh xây dựng đơn vị điểm vững mạnh toàn diện, mẫu mực tiêu biểu, tiếp tục thực hiện 5 kỷ luật kỷ cương, kiên quyết không để xảy ra vi phạm pháp luật, kỷ luật nghiêm trọng, mất an toàn trong thực hiện các nhiệm vụ, triển khai thực hiện có hiệu quả nghị quyết đại hội đảng các cấp, xây dựng đảng bộ quân khu vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức, thực hiện khâu đột phá, nâng cao năng lực trách nhiệm nêu gương của đội ngũ cán bộ đảng viên trong lực lượng vũ trang quân khu, bảo đảm đầy đủ kịp thời mọi mặt về hậu cần, tài chính, kỹ thuật cho các nhiệm vụ. Sáng nay, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh tổ chức gặp mặt đoàn đại biểu các dân tộc thiểu số và ủy viên Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp nhiệm kỳ 2019-2020 là người dân tộc thiểu số. Tại buổi gặp mặt, lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh đã thông tin đến đoàn đại biểu đại diện các dân tộc thiểu số kết quả Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 17, nhiệm kỳ 2020-2025, thông tin về tình hình kinh tế xã hội của tỉnh trong năm 2020, tình hình kết quả 5 năm thực hiện kết luận số 01 ngày 20 tháng 8 năm 2020 của Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam về đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong công tác dân tộc. Đồng thời ghi nhận biểu dương sự đóng góp của đồng bào các dân tộc thiểu số đối với sự phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Đồng bào các dân tộc đã chấp hành tốt đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, tích cực hưởng ứng tham gia các phong trào do Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và địa phương phát động, như phong trào giúp nhau phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, cuộc vận động ngày vì người nghèo, phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, phong trào toàn dân tham gia cải tạo hệ thống cống rãnh tại các khu dân cư và phong trào xây dựng khu dân cư sáng xanh sạch đẹp. Trao đổi thống nhất một số nhiệm vụ trong thời gian tới, lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh mong muốn đại biểu đại diện các dân tộc thiểu số tiếp tục phát huy vai trò gương mẫu trong việc tham gia giữ gìn an ninh chính trị, đảm bảo trật tự an toàn xã hội, đoàn kết đồng hành gắn bó cùng dân tộc, động viên đồng bào dân tộc thiểu số chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, pháp luật của nhà nước, quy định của địa phương, thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước, các chương trình phát triển kinh tế xã hội của địa phương, góp phần xây dựng tỉnh Vĩnh Phúc ngày càng giàu đẹp, phồn vinh.
Sư đoàn 304 Quân đoàn 2 tổ chức hội nghị tổng kết công tác quân sự quốc phòng năm 2020. Dự hội nghị có Thiếu tướng Đỗ Xuân Tụng, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân đoàn 2. Phát huy truyền thống đoàn kết kiên cường, cơ động, đánh thắng của đơn vị anh hùng, cán bộ chiến sĩ Sư đoàn 304 luôn nỗ lực phấn đấu, đoàn kết, thống nhất, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Trong năm 2020, Đảng ủy, Chỉ huy Sư đoàn tập trung lãnh đạo chỉ đạo các cơ quan đơn vị, giáo dục cho cán bộ chiến sĩ nhận thức rõ vị trí ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu. Quan điểm đường lối quân sự quốc phòng của Đảng, các nghị quyết chỉ thị mệnh lệnh của cấp trên về công tác huấn luyện sẵn sàng chiến đấu, triển khai thực hiện nhiều biện pháp hiện thực hóa đề án đổi mới công tác giáo dục chính trị tại đơn vị trong giai đoạn mới, kết hợp giáo dục thường xuyên với giáo dục theo chuyên đề và giáo dục trong từng giai đoạn huấn luyện, gắn với thực hiện học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh và cuộc vận động phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh bộ đội Cụ Hồ, bám sát phương châm cơ bản thiết thực vững chắc, coi trọng huấn luyện đồng bộ, chuyên sâu, sát thực tế chiến đấu, lấy huấn luyện cán bộ chỉ huy cơ quan làm trọng tâm, huấn luyện phân đội là then chốt. Sư đoàn làm tốt công tác chuẩn bị huấn luyện cả về con người, vũ khí, trang bị và cơ sở vật chất. Do vậy, kiểm tra các nội dung huấn luyện cho các đối tượng trong năm có 100% đạt yêu cầu, trong đó tỷ lệ khá giỏi đạt trên 85%. Công tác huấn luyện chiến sĩ mới kiểm tra 3 tiếng nổ đạt kết quả cao, tổ chức diễn tập hoàn thành tốt nhiệm vụ, đảm bảo an toàn tuyệt đối. Tham gia hội thi, hội thao các cấp đều đạt kết quả tốt, được Bộ Tư lệnh Quân đoàn đánh giá cao. Thưa quý vị và các bạn, theo dõi diễn biến kỳ họp thứ 20 Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 16, cử tri các địa phương trong tỉnh rất phấn khởi với những nỗ lực và kết quả của tỉnh đã đạt được, đồng thời tin tưởng kỳ vọng những nghị quyết mà Hội đồng Nhân dân tỉnh thông qua tại kỳ họp lần này sẽ tạo sự đổi mới đột phá cho Vĩnh Phúc trong những năm tiếp theo. Theo dõi kỳ họp thứ 20 Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 16 trên các phương tiện thông tin đại chúng, cử tri thành phố Vĩnh Yên rất phấn khởi trước những thành tựu kinh tế xã hội của tỉnh đạt được trong năm 2020. Phong trào xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở gắn với thực hiện chương trình Mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới tiếp tục nhận được sự quan tâm, chỉ đạo sâu sát của các cấp ủy đảng, chính quyền và sự hưởng ứng mạnh mẽ của cộng đồng dân cư. Cơ sở hạ tầng kinh tế xã hội thiết yếu được quan tâm đầu tư theo hướng đồng bộ, hiện đại, đã góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân, giúp diện mạo nhiều địa phương khởi sắc. Cử tri thành phố Vĩnh Yên rất phấn khởi với những nỗ lực và kết quả của tỉnh đã đạt được, đồng thời tin tưởng, kỳ vọng những nghị quyết mà Hội đồng Nhân dân tỉnh thông qua tại kỳ họp lần này sẽ tạo sự đổi mới đột phá cho Vĩnh Phúc trong những năm tiếp theo. Thông qua cái kỳ họp của Hội đồng Nhân dân tỉnh, thì cũng là một cử tri cũng mong muốn là hội đồng quan tâm đến thiết chế về văn hóa. Thì các nhà văn hóa giờ có những là nhà văn hóa thì còn nhỏ, nhưng mà dân thì sinh hoạt thì đông, còn nhỏ, cơ sở vật chất thì nó cũng vẫn nghèo nàn. Thế về trường học thì cũng là chật chội. Sau nhiều năm mong chờ, cử tri huyện Sông Lô rất vui mừng và phấn khởi bởi kỳ họp thứ 20 Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 16 đã xem xét thông qua nghị quyết về phê duyệt chủ trương đầu tư dự án xây dựng cầu Vĩnh Phú qua Sông Lô kết nối hai tỉnh Vĩnh Phúc và Phú Thọ. Nghị quyết được thông qua có ý nghĩa rất lớn trong việc thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội và đẩy mạnh giao thương giữa hai tỉnh. Xã Đức Bác thì được tỉnh và chính phủ quy hoạch là cái khu công nghiệp Sông Lô 1. Bên cạnh đó là cái hiện nay là cái lưu lượng người đi sang làm việc trì là rất đông, thường là có hàng ngày có thường là có 3 đến 4 lượt người đi sang việc trì làm. Hiện nay thì cái mùa nước thì là phà nó đi lại rất khó khăn, mùa cạn vậy sông cạn. Như vậy khi nào được nhà nước là đặc biệt là tỉnh Vĩnh Phúc đầu tư xây dựng cầu Vĩnh Phú sẽ tạo được điều thuận lợi cho người dân là rất là đi giao thương buôn bán để thúc đẩy phát triển của địa phương. Cử tri xã Đức Bác cũng rất đồng tình ủng hộ việc ban hành nghị quyết của Hội đồng Nhân dân tỉnh về chế độ đãi ngộ đối với nghệ nhân và hỗ trợ hoạt động bảo tồn di sản văn hóa phi vật thể tiêu biểu tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2020-2025. Điệu hát chống quân cha ông để lại từ thời vua Hùng mà thì chúng tôi là vẫn quyết tâm và thường xuyên duy trì mặc dù kinh phí không có. Nhưng mong rằng sau cái hội nghị của Hội đồng Nhân dân tỉnh quan tâm đầu tư cho câu lạc bộ văn hóa tức là chống quân của xã Đức Bác hoạt động được tốt thì chúng tôi rất là phấn khởi.
Theo dõi kỳ họp thứ 20, Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 16, cử tri huyện Bình Xuyên đồng tình với nội dung các báo cáo đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ thuộc các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, xã hội, phát triển nông thôn được trình bày tại kỳ họp. Cử tri huyện Bình Xuyên mong muốn Hội đồng Nhân dân tỉnh tiếp tục có những chủ trương, biện pháp để lãnh đạo phát triển kinh tế, đảm bảo nâng cao đời sống nhân dân. Vĩnh Phúc vừa trải qua cái tình hình chung là COVID-19 thì cả nước, tuy nhiên thì Vĩnh Phúc ảnh hưởng cũng rất nặng nề, đặc biệt là ở Sơn Lôi thì cũng là cái kinh tế thì có một phần là hạn chế cái sự phát triển. Thì qua cái kỳ họp này thì chúng tôi mong muốn cử tri là Hội đồng Nhân tỉnh quyết đáp một số cái nghị quyết mới thì nhằm là làm sao để đưa cái kinh tế của tỉnh nói chung đi lên. Cử tri thị trấn Hương Canh mong muốn Hội đồng Nhân dân tỉnh có những biện pháp để bảo vệ môi trường tại các khu công nghiệp. Mong muốn là qua nghị quyết của Hội đồng Nhân dân ấy, thì mong muốn rằng là các cơ quan triển khai nhanh chóng có hiệu quả để mang lại cái hiệu quả thiết thực cho cuộc sống nhân dân. Tôi nói thí dụ như chúng ta đang triển khai cái cống rãnh môi trường này là thực hiện triển khai cái nghị quyết 38 mà tổ dân phố đang triển khai. Thì cái thứ nhất, cái thứ hai nữa là mong rằng Hội đồng Nhân dân và các cơ quan chuyên môn là thực hiện tốt cái chức năng của mình, nhất là vấn đề môi trường. Cử tri và nhân dân huyện Vĩnh Tường rất vui mừng phấn khởi trước những kết quả về kinh tế xã hội của tỉnh đã đạt được trong năm 2020. Cử tri đánh giá cao sự lãnh đạo chỉ đạo quyết liệt của cấp ủy đảng, chính quyền các cấp trong công tác phòng chống dịch bệnh, nỗ lực duy trì thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội. Qua nghe phát biểu của Chủ tịch tỉnh thì tôi cảm thấy các định hướng phát triển kinh tế xã hội thì rất là phù hợp với kinh tế xã hội hiện nay. Mong muốn trong thời gian tới là sẽ được đầu tư nhiều hơn nữa để cho nền kinh tế phát triển tốt hơn nữa và trong định hướng tương lai. Như ở chúng tôi ở vùng Vĩnh Tường này thì chủ yếu là làm nông nghiệp, cho nên là 80% về nông nghiệp thì mong rằng là đầu tư về những cái cơ sở hạ tầng của nông nghiệp nó một cách chuẩn xác hơn, như mương máng này, đồng ruộng này, giống má này và khoa học kỹ thuật thì cũng. Mặc dù gặp nhiều khó khăn, nhưng công tác đảm bảo an sinh xã hội của tỉnh trong năm 2020 vẫn được thực hiện rất kịp thời, đặc biệt là trong hỗ trợ doanh nghiệp, người dân, đối tượng chính sách xã hội gặp khó khăn do đại dịch COVID-19. Là địa bàn trọng điểm du lịch của tỉnh, thị trấn Tam Đảo, huyện Tam Đảo đang phát triển mạnh mẽ các loại hình dịch vụ du lịch, khách sạn, nhà hàng, homestay. Tuy nhiên, trong thời gian qua, nhiều vụ vi phạm trật tự xây dựng tại thị trấn Tam Đảo được phản ánh thông qua báo chí. Trước thực trạng trên, huyện Tam Đảo đã chỉ đạo các lực lượng chức năng và cấp ủy, chính quyền thị trấn Tam Đảo kiên quyết xử lý vi phạm, lập lại trật tự kỷ cương trong lĩnh vực quản lý xây dựng. Công trình này tại tổ dân phố 1, thị trấn Tam Đảo, huyện Tam Đảo có tổng diện tích sàn gần 200m², được khách sạn Ngôi Sao xây dựng, đã có hành vi vi phạm xây dựng, cải tạo công trình xây dựng trên đất sai giấy phép cải tạo sửa chữa. Vị trí vi phạm sát với địa điểm nhà thờ Tam Đảo, điểm nhấn kiến trúc của khu du lịch và là nơi thu hút đông đảo du khách đến thăm. Mình nhận thấy mình làm cái này nó chưa được, nghĩ rằng là nó chưa đúng. Thứ hai là nhìn nó cũng không đẹp cả. Nó không đẹp thì thôi mình chấp hành, mình xử lý để mình tháo dỡ. Mong các gia đình cũng lên tìm hiểu kỹ trước khi làm và cũng lên chấp hành đúng pháp luật và tránh để tình trạng như này. Thực hiện chỉ đạo của tỉnh và huyện Tam Đảo, Ủy ban Nhân dân thị trấn Tam Đảo đã có quyết định cưỡng chế tháo dỡ công trình vi phạm đối với công trình xây dựng trái phép tại khu đất thuộc quản lý của khách sạn Ngôi Sao. Trước khi tiến hành các biện pháp cưỡng chế, các cơ quan chức năng, tổ chức đoàn thể của thị trấn Tam Đảo đã tuyên truyền vận động các hộ vi phạm về xây dựng tự nguyện tháo dỡ các công trình trái phép. Trong sáng nay, các lực lượng chức năng đã hỗ trợ trường hợp vi phạm tháo dỡ các công trình an toàn đúng quy định của pháp luật. Tuyên truyền vận động đoàn viên, hội viên, cán bộ đảng viên trên địa bàn thị trấn không vi phạm các về lĩnh vực trật tự xây dựng và lấn chiếm đất đai trên địa bàn. Thì qua cái thời gian vừa rồi cũng đã tổ chức tuyên truyền vận động. Thế tuy nhiên cũng có nhiều cái tồn tại do lịch sử để lại. Thế hiện nay ủy ban nhân thị trấn cũng kết hợp tuyên truyền vận động để các hộ tự tháo dỡ, cùng với cái sự quyết liệt của chính quyền để mà vận động các cái hộ và các lực lượng hệ thống chính trị vào cuộc để ngăn ngừa và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm trên địa bàn. Theo thống kê của huyện Tam Đảo, tại thị trấn Tam Đảo đang tồn tại 135 hộ vi phạm lấn chiếm đất rừng và vi phạm trật tự xây dựng. Lãnh đạo Ủy ban Nhân dân huyện Tam Đảo cho biết,
trong thời gian tới sẽ quyết liệt xử lý các trường hợp vi phạm theo quy định của pháp luật. Tôi đã tổ chức tuyên truyền, vận động. Thì đến nay thì có một số hộ gia đình cũng đã tự giác tháo dỡ. Và còn những trường hợp còn lại thì chúng tôi đã xây dựng kế hoạch với tinh thần là quan điểm của huyện là kiên quyết xử lý những vi phạm về trật tự xây dựng và vi phạm đất đai. Trường hợp mà cố tình vi phạm, chúng tôi sẽ kiên quyết xử lý theo đúng quy định. Việc tháo dỡ các công trình xây dựng vi phạm góp phần lập lại trật tự kỷ cương và giữ gìn cảnh quan môi trường khu du lịch Tam Đảo. Song song với cưỡng chế tháo dỡ các công trình vi phạm, huyện Tam Đảo chỉ đạo các lực lượng chức năng, cấp ủy, chính quyền thị trấn Tam Đảo tuyên truyền vận động người dân, doanh nghiệp chấp hành các quy định của pháp luật về xây dựng công trình, xử lý dứt điểm tình trạng lấn chiếm lòng đường, vỉa hè, lều bạt, hàng quán trái phép, trả lại mỹ quan đô thị khu du lịch Tam Đảo. Thụ tinh nhân tạo có vai trò quan trọng trong việc nâng cao năng suất chất lượng đàn lợn, nâng cao khả năng truyền giống của lợn được tốt, giảm số lợn được giống phải nuôi, giúp tránh được những bệnh lây lan qua đường sinh sản và các bệnh truyền nhiễm thông qua tiếp xúc trực tiếp, khắc phục sự chênh lệch về tầm vóc giữa con đực và con cái, kéo dài thời gian sử dụng đực giống và tăng hiệu quả kinh tế gấp từ 5 đến 6 lần so với phối giống trực tiếp. Từ những lợi ích tầm quan trọng của công tác thụ tinh nhân tạo, trong những năm qua, tỉnh Vĩnh Phúc đã có nhiều chính sách hỗ trợ việc ứng dụng phát triển thụ tinh nhân tạo cho đàn lợn trên địa bàn tỉnh. Năm 2020, Trung tâm Giống Nông nghiệp Vĩnh Phúc tiếp tục được Ủy ban Nhân dân tỉnh, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn giao nhiệm vụ triển khai sản xuất và hỗ trợ liều tinh lợn ngoại cho các hộ chăn nuôi lợn nái trên địa bàn tỉnh với số lượng là 56.000 liều. Để sản xuất đủ số liều tinh hỗ trợ và đáp ứng kịp thời nhu cầu người chăn nuôi, Trung tâm đã đầu tư cơ sở vật chất, ứng dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật tiên tiến phục vụ công tác sản xuất tinh. Đồng thời, Trung tâm cũng thường xuyên theo dõi, bình tuyển đàn đực giống. Hiện Trung tâm đang chăm sóc nuôi dưỡng 51 lợn đực giống có chất lượng tốt, gồm các giống Landras, Yorkshire, P75, Pidu, Du75, Duroc. Nhằm mở rộng và nâng cao chất lượng thụ tinh nhân tạo trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc, thời gian tới, Trung tâm Giống Nông nghiệp tiếp tục chăm sóc nuôi dưỡng tốt đàn lợn đực khai thác tinh, sản xuất đủ số liều tinh, tiến hành hỗ trợ kịp thời nhu cầu của người chăn nuôi. Là học sinh đồng bào dân tộc thiểu số có hoàn cảnh khó khăn, nhưng em Dương Thu Hiền, lớp 8A, trường trung học cơ sở Đồng Thịnh, huyện Sông Lô, luôn nỗ lực vượt khó vươn lên học giỏi, là tấm gương sáng để các em học sinh trong trường noi theo. Thương bố bệnh tật, mẹ thêm vất vả, dù mới chỉ học lớp 8, nhưng em Dương Thu Hiền luôn ý thức được những việc mình phải làm. Mới 13 tuổi, nhưng những suy nghĩ và nỗ lực của cô học trò nhỏ này lại rất sâu sắc và đáng trân trọng vô cùng. To bằng trái đất này, rộng hơn biển và cao hơn cả mặt trời. Đó là tình cảm mà Thu Hiền dành cho bố khi được hỏi em yêu bố như thế nào. Và đó cũng là lý do đơn giản và cũng là bí quyết để Thu Hiền vươn lên trong học tập. Vì chỉ có đi học, Hiền mới có thể làm bác sĩ để chữa bệnh cho bố. Bố em bị bệnh từ nhỏ, bị khuyết tật, được nhà nước trợ cấp hàng tháng. Còn mẹ em thì đi làm công nhân, đến tối mới về. Em cảm thấy rất là thương mẹ nên em đã cố gắng học tập, được giải ba trong kỳ thi học sinh giỏi môn toán lớp 6 và được học sinh giỏi toàn diện trong các năm học vừa qua. Trước hoàn cảnh gia đình em cần nỗ lực cố gắng học thật giỏi để thực hiện ước mơ của chính mình là làm bác sĩ để chữa bệnh cho bố. Ở trường, Thu Hiền là một trong số những học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Nhưng điểm đặc biệt khiến các thầy cô yêu quý cô học trò nhỏ là nghị lực vươn lên. Suốt 3 năm liền, em luôn là học sinh khá giỏi. Với gương mặt sáng, nụ cười tươi lại thêm sự năng động, học giỏi. Thu Hiền luôn là tấm gương sáng cho các bạn học sinh trong trường học tập và noi theo. Em Hiền là một học sinh dân tộc Cao Lan ạ. Sinh ra trong một gia đình có hoàn cảnh rất là khó khăn ạ. Mẹ thì làm nông, bản thân bố thì bị khuyết tật ạ. Mặc dù gia đình khó khăn như thế nhưng mà bản thân em rất nỗ lực cố gắng vươn lên trong học tập. Nhiều năm học vừa qua thì năm nào em Hiền cũng có những cái giải cao cấp huyện ạ. Và luôn luôn là một trong những cái học sinh xuất sắc nhất, không chỉ của lớp mà còn của trường nữa. Là một trong số em học sinh tiêu biểu có thành tích tốt nhất trong đợt thi đua và đã được nhà trường trao thưởng tại cái buổi tổng kết
phong trào thi đua Ngày Nhà giáo Việt Nam 20 tháng 1 năm 2020 vừa qua. Giấc mơ còn chữ với Thu Hiền còn rất dài, nhưng nỗ lực của cô học trò bé nhỏ giờ đây không chỉ là cách đền đáp những yêu thương, kỳ vọng của cha mẹ, thầy cô, mà cao cả hơn đó là nghị lực vươn lên của một mầm non với mong ước níu giữ sự sống cho bố. Thông tin vừa rồi đã khép lại chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Vĩnh Phúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.